Có chị nào thích đẹp không? Nếu chị nào thích đẹp hãy vào đây xem sản phẩm giày thể thao da cực đẹp. Nào, em mời tất cả các anh, các chị vào xem. Anh thì mua tặng chị, đấy, mà chị thì mua tặng anh. Nhưng hôm nay đây là sản phẩm giày nữ màu trắng, rất là đẹp, chất lượng bằng da xịn sò luôn. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Thứ nhất là cái dáng, thứ hai là đế này là đế bằng. Đấy, mà nó sẽ tôn cho các chị nên là 4 phần. Đấy, sản phẩm này da cực kỳ mềm. Đấy, cái này có thể ta làm như giày người được. Nào, chất lượng đẹp không? Tôi dám khẳng định chị nào đi đôi giày này vào không đẹp tôi không lấy tiền. Nói thế cho nó lét. Đấy, nào, chất lượng này, mềm chưa? Mềm không? Ý này thì cả ngày không biết đau chân nhá. Đấy, các anh chị nhìn thấy đường kim mũi chỉ đẹp không? Đẹp không? Này, các anh chị nhìn kỹ em soi sát rồi, đẹp không? Máy có nét không? Đấy, người khôn nó bày luôn ra mặt, mà giày khôn thì nó thể hiện ngay trên đường nét, đúng không? Đấy, chất lượng thì chúng tôi cam kết với tất cả các anh chị là đảm bảo bền. Đấy, nó bên trong nó còn tôn lên 2 phần nữa thì thành ra là cái đôi giày này cao lên 6 phần. Đấy, bố mẹ nuôi không lớn, đúng không? Nhưng mà anh thợ giày nuôi cái lớn ngay, đúng không? Đẹp không? Màu trắng này nó không phải trắng tinh. Đấy, nó là trắng hơi ngờ ngờ sữa tí, nó rất là đẹp. Đấy, sản phẩm này nó có mã số là 562. Đấy, anh chị nào mà thích mua sản phẩm này nhắn tin cho tôi là mã 562. Đấy, cộng với size số, cộng số điện thoại, cộng địa chỉ là chúng tôi ship hàng đến tận nhà cho tất cả các anh chị. Các anh chị có quyền kiểm tra và test thử hàng. Đấy, thử vào chân. Nhớ là thử vào chân nhưng đi trong nền nhà nhá. Đi trong nền nhà đá hoa. Còn nếu nền nhà không có đá hoa sạch sẽ, chúng ta phải rải tờ giấy chống tình trạng khi chúng ta chưa ý, chúng ta không nhận hàng nó bẩn sản phẩm của shop nhá. Đấy, còn chế độ bảo hành, chúng tôi sẽ cam kết sản phẩm này đổi mới trong 1 tháng, tức là 30 ngày. Nếu có lỗi, 1 nổ ra, 2 bật mép, 3 gãy đế. 3 yếu tố quan trọng nhất chúng tôi sẽ đổi lại cho các anh chị, không mất bất cứ một chi phí nào, kể cả cái tiền phí ship các anh chị ship về. Các anh chị ship về cho cửa hàng, chúng tôi cũng cứ ship về đấy, bảo về đấy cửa hàng chúng tôi trả tiền. Đấy, nhưng tôi dám cam đoan với tất cả các anh chị đã dùng sản phẩm của Thức Hoài thì cái điều đầu tiên là chúng tôi đảm bảo cho tất cả các anh chị không phải bao giờ phải đổi cả. Từ trước đến nay tôi làm mấy chục năm trong ngành giày rồi, cho nên là tôi dám cam đoan với tất cả các anh chị chất lượng tuyệt vời luôn. Đấy, sản phẩm tuyệt không? Dáng đẹp, bền, da mềm, đi cả ngày không biết đau chân. Hàng có thương hiệu, có mã số, mã vạch, có hóa đơn cho tất cả các anh chị. Các anh chị cứ yên tâm, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người. Đấy, còn Thức Hoài thì các anh chị biết rồi, tôi bán giày dép, nhà tôi là 3 đời trong lĩnh vực ngành giày, cho nên là tôi dám khẳng định tất cả các anh chị. Đấy, khi tôi đã bán ra là sản phẩm rất tốt, là sản phẩm rất bền. Đấy, anh chị nhìn không, cái miếng da đẹp, nó đẹp và nó mịn màng, nó như là da em bé, đúng không? Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, nha, anh chị nào muốn mua sản phẩm này nhớ nhắn tin cho tôi hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0846868636, hoặc là để lại số điện thoại, hoặc là trong video chúng tôi cũng vẫn để số điện thoại đấy. Các anh chị cứ kết bạn và nhớ theo dõi kênh hàng ngày. Nhớ thấy hay, thấy ý nghĩa, bấm vào chỗ đăng ký kênh. Đấy, cái chỗ đăng ký kênh ở dưới video các anh chị ạ. Nhớ bấm vào đấy để đăng ký kênh nhé. Thì chúng tôi mỗi một ngày chúng tôi thay đổi một mốt mới, chất lượng mới, thì chúng tôi sẽ đăng lên để cho tất cả các anh chị theo dõi. Đấy, các anh chị cảm thấy ưng ý thì các anh chị chốt đơn, mà không ưng ý thôi. Chúng ta là bạn mà, chúng ta là bạn. Đấy, được chưa? Thế thì hôm nay Thức Hoài giới thiệu với tất cả các anh chị như thế. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ hỏi, cái gì cứ hỏi. Tôi rất là nhiều sản phẩm, không thiếu một loại gì cả nhá. Từ dây lưng, ví da, rồi giày nam, giày nữ, giày thể thao, dép trẻ con, đầy đủ hết. Thì Thức Hoài giới thiệu thế thì cũng không quên. Xin chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào nhá.